Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 15 tháng 1. Và bây giờ như thường lệ sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Hưng Yên. Khai mạc hội chợ Xuân Canh Tí 2020. Hoa đào Ngọc Đà, xã Tân Quang vào vụ Tết. Huyện Văn Giang tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi tiêu thụ hoa cây cảnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước về thăm tỉnh Hưng Yên, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đã dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Trước tượng đài, Nguyên Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo cách mạng kiên định và sáng tạo đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước thắng lợi. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GDP tăng 9,12%, tăng cao nhất trong 8 năm qua, thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, là địa phương có tốc độ thu đứng thứ hai của cả nước. Năm 2019 là năm thứ ba Hưng Yên tự chủ giữ ổn định cân đối thu chi. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, có 4 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới và là địa phương đứng thứ 8 của cả nước, có 100% các xã hoàn thành chương trình nông thôn mới. Tốc độ phát triển công nghiệp đô thị ngày càng cao, trong đó tỷ trọng công nghiệp chiếm 62%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục luôn nằm trong top dẫn đầu của cả nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhất là chương trình xây nhà tình nghĩa. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,92%. Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành tỉnh công nghiệp. Phấn đấu có thêm 4 huyện được Trung ương công nhận huyện nông thôn mới. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được và chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước tin tưởng Hưng Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp. Năm Canh Tí đang đến, nguyên Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn tình cảm sâu nặng của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho tỉnh Hưng Yên. Tối qua ngày 14 tháng 1, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc hội chợ Xuân Canh Tí Hưng Yên năm 2020. Dự lễ khai mạc hội chợ có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội chợ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và lãnh đạo một số sở ngành đã bấm nút khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh. Ban tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019, công nhận 24 sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh. Các sản phẩm tập trung vào những lĩnh vực như tiểu thủ công nghiệp, nông sản, chế biến thực phẩm. Ban tổ chức công bố quyết định công nhận hai làng nghề của tỉnh năm 2019 là làng nghề cây quất cảnh xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang và làng nghề nghệ Chí Tân, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu.
Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử nhấn mạnh, Hội chợ Xuân Canh Tý Hưng Yên năm 2020 là sự kiện xúc tiến thương mại đầu tiên trong năm 2020 của tỉnh nhằm kích cầu tiêu dùng xã hội, góp phần bình ổn thị trường, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua đó, quảng bá rộng rãi các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của tỉnh, góp phần bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng thời kết nối sản phẩm của Hưng Yên với các vùng miền, tạo cơ hội cho người dân Hưng Yên thưởng thức đặc trưng truyền thống của các tỉnh, thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng bằng khen cho 22 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản của tỉnh năm 2019. Hội chợ Xuân Canh Tý Hưng Yên năm 2020 có trên 200 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và đóng hộp, dệt may, da giày, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, điện, điện tử, đồ dùng gia đình, đồ gỗ, trang trí, nội thất, thủ công mỹ nghệ. Hội chợ mang đến cơ hội mua sắm dành cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có thể nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng để cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hội chợ diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 20 tháng 1. Trong những ngày diễn ra hội chợ, còn có các hoạt động biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật, lễ hội ánh sáng. Chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp ông Hiroshi Matsuka, Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp Thăng Long 2. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, ông Matsuka cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua để Khu Công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng sản xuất, thu hút được nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản có công nghệ hiện đại vào hoạt động, tạo việc làm cho người lao động và có đóng góp tích cực với ngân sách nhà nước. Thời gian tới, lãnh đạo khu sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2. Tỉnh Hưng Yên xác định mô hình xây dựng hoạt động của khu công nghiệp Thăng Long 2 cần được nhân rộng để xây dựng các khu cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Về chiến lược mở rộng của khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian tới, tỉnh sẽ cùng làm việc với các bộ ngành trung ương để tháo gỡ một số điều khoản còn vướng mắc, cùng với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo khu công nghiệp Thăng Long 2, chúc sự hợp tác giữa hai bên ngày càng mở rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chúc Tết các đối tượng chính sách người có công tại huyện Ân Thi. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc Tết ông Đỗ Văn Bình, cán bộ lão thành cách mạng ở xã Cẩm Ninh, ông Nguyễn Văn Diễn, cán bộ lão thành cách mạng ở xã Đào Dương, ông Phạm Như Tiếp, thương binh ở xã Hồ Tùng Mậu, ông Dương Văn Cải, thương binh ở xã Hồng Vân, ông Nguyễn Chi Lợi, bệnh binh ở xã Hồng Quang. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe chúc Tết các gia đình chính sách, người có công đón Tết Canh Tý 2020 đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Ngày 14 tháng 1, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm đã đến thăm và tặng quà Tết đồng chí Vương Linh, cán bộ lão thành cách mạng, ông Đào Văn Dụ, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy ở xã Tân Quang, bà Nguyễn Thị Bính, đảng viên 70 năm tuổi đảng ở xã Lạc Đạo và bà Đỗ Thị Vuốt, vợ liệt sĩ ở xã Việt Hưng. Nhân dịp này, huyện Văn Lâm cũng đã trích từ ngân sách của huyện gần 130 triệu đồng tặng quà cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các cụ tròn 100 tuổi và các đối tượng còn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hưng Yên đã tiến hành thăm tặng quà Tết tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Trung tâm Bảo trợ Công tác Xã hội tỉnh. Ông Trần Văn Quý, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã động viên chúc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các trung tâm sức khỏe đón Tết đầm ấm, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng người có công, đối tượng chính sách xã hội.
Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hưng Yên cũng đã tặng 200 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Đặng Lễ và Tân Phúc, huyện Ân Thi với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Ngày 13 tháng 1, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố Hưng Yên và đội Sen vàng thiện nguyện Hưng Yên trao 80 suất quà Tết mỗi suất 300.000 đồng cho các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Đây là nguồn động viên tinh thần giúp các em và gia đình vui đón xuân mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Không khí Tết đến gần với người dân trồng đào thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Hiện hai bên đường, những vườn đào đang khoe sắc để chào đón một mùa xuân mới. Toàn thôn có khoảng trên 30 mẫu hoa đào, chiếm 50% diện tích đất canh tác với tổng số trên 100 hộ trồng đào lâu năm. Hàng năm cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, khách mua đào từ khắp nơi tìm về tận các vườn để đặt mua. Hoa đào Ngọc Đà năm nay rất đẹp, giá đào ước tính vào khoảng từ 300 đến 500 nghìn đồng một gốc nhỏ và cho thuê một gốc đào to khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Nhiều cây to già dáng đẹp, giá bán lên đến trên chục triệu đồng, giá cho thuê từ 4 triệu đến 5 triệu đồng. Hiện người trồng đào nơi đây vẫn đang nỗ lực chăm chút để cây đào dáng chuẩn hoa đẹp và chờ đợi thành quả sau một năm chăm sóc. Nhằm tạo điều kiện cho người dân trong huyện vận chuyển tiêu thụ hoa và cây cảnh thuận lợi, Công an huyện Văn Giang đã triển khai nhiều biện pháp, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hoa và cây cảnh trước Tết Nguyên đán. Không còn tình trạng lộn xộn hay ách tắc đường kéo dài như những năm trước là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trên địa bàn một số xã có nhiều hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang trong những ngày giáp Tết này. Có được kết quả đó là nhờ sự tích cực của lực lượng công an giao thông huyện và đặc biệt là lực lượng công an chính quy xã, lực lượng công an viên của các địa phương. Thì anh em chúng tôi huy động tất cả lực lượng công an viên ứng trực và đi tuần tra cũng như là đi phân luồng để khắc phục cái tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn xã. Những cái trường hợp mà dừng đỗ thì chúng tôi thường xuyên cho lực lượng là đi là nhắc nhở để về đúng cái nơi tập kết mà địa phương đã quy định. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và người tham gia giao thông, Công an huyện Văn Giang cũng đã phối hợp chặt chẽ với các xã có nhiều cây cảnh như Mễ Sở, Xuân Quan, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và thị trấn, bố trí lực lượng trực hướng dẫn phân luồng tại các điểm ngã ba, ngã tư, nhất là những ngày nghỉ, ngày giáp Tết, bố trí điểm đỗ cho các phương tiện đến tham quan, mua cây cảnh. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng huyện xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo đối với lực lượng cảnh sát giao thông và chỉ đạo công an các xã thị trấn xây dựng cái kế hoạch tuần tra đảm bảo trật tự an ninh trật tự. Và trong cái dịp này chủ yếu là chúng tôi hướng dẫn anh em làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tạo điều kiện cho cái phương tiện đến thu mua cây cảnh cho bà con trong cái dịp Tết này. Từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng xe tải ra vào huyện Văn Giang để vận chuyển hoa cây cảnh là khá lớn, dự kiến trung bình có tới hàng nghìn lượt trên ngày. Lưu lượng xe qua lại hai tuyến đường 379 và đường D đi qua địa bàn nhiều khả năng rơi vào tình trạng quá tải. Vì vậy, để đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn tắc thì việc duy trì tích cực của các lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông là vô cùng quan trọng. Là một trong những dự án khu chung cư đô thị đầu tiên của thị xã Mỹ Hào, sau hơn 15 năm, 50 hộ gia đình tại khu chung cư đô thị Phố Đối nằm trên phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quyết định số 268 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chung cư đô thị Phố Đối, dự án này có quy mô sử dụng đất là 72.118m2 với quy mô dân số dự án là trên 2.600 người, bao gồm các phân khúc biệt thự, nhà liền kề và cả chung cư. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Yên. Dự án có trạm biến áp trong nội khu là vậy, nhưng người dân ở đây lại không được sử dụng điện. Các hộ gia đình phải tự mang giấy tờ ra mua điện với Công ty Điện lực Mỹ Hào. Bất tiện không chỉ dừng lại ở đó, những hộ dân tại khu chung cư đô thị Phố Nối dù đang sống trong những ngôi nhà có giá trị hàng tỷ đồng nhưng lại không hề có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến tháng 11 năm 2010 là nhà hoàn chỉnh. Thế thì từ đó đến nay
là giấy chứng nhận nhà đất cũng không có. Dân chúng tôi là muốn có cái bìa đỏ để vay tiền để làm ăn, nhưng một xu không vay được bởi vì không có cái giấy tờ gì để mà vay. Cũng tương tự như bà Nguyễn Thị Thúy, bà Trần Thị Trục là một trong những người đầu tiên ở trong khu chung cư đô thị này. Thế nhưng đã hơn 10 năm nay, gia đình bà cũng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục mua bán với chủ đầu tư. Người dân trong này ở chỉ có nhu cầu muốn là bây giờ chủ đầu tư làm cho các gia đình đang ở đây có xây nhà xong rồi là có được cái sổ đỏ về điện là tự đi liên hệ và làm lấy. Chứ còn bên chủ đầu tư thì có đặt trạm biến áp là cách đây là đến bây giờ là gần 3 năm rồi. Nhưng mà cũng không có gia đình nào được sử dụng ở trong đấy. Thế thì cũng chẳng biết là cái lý do như thế nào. Sau nhiều năm kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền và chủ đầu tư, đến nay các hộ dân tại khu chung cư đô thị Phố Nối vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng nào của chủ đầu tư về sự việc trên. Chính điều này đã gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân khi mà có nhà để ở, nhưng nhà lại không có giá trị pháp lý nào. Sáng nay, truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bấm nút chính thức phát sóng 365 FM, chương trình phát thanh liên kết giữa truyền hình Quốc hội Việt Nam và đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành. 365 FM là chương trình phát thanh liên kết giữa truyền hình Quốc hội Việt Nam và đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Nai, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên. Đây là chương trình phát thanh tương tác trực tiếp và cung cấp các thông tin cho cử tri nhằm tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, quảng bá các chương trình phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2020, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên phối hợp với kênh 365 FM cũng chính thức tăng thời lượng phát sóng phát thanh từ 12,5 giờ lên 24 giờ trên ngày. Kênh phát thanh Hưng Yên được phát sóng ở tần số FM 92,7 MHz. Ngoài các chương trình thời sự, còn có các chương trình mới như Đi an toàn sống vui khỏe, Đồng hành cùng nhà nông, âm nhạc, tin tức, giải trí, mang đến những món ăn tinh thần hữu ích cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2020 nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2019, thống nhất phương hướng nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền năm 2020. Năm 2019, bám sát nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, các cơ quan báo chí đã chủ động tích cực phản ánh sinh động đậm nét những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập, phòng chống thiên tai hỏa hoạn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhân các sự kiện mang tính thời sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội. Phát huy những kết quả đạt được năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Về triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ và Ân Thi vừa tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng năm 2020. Tham gia Hội khỏe Phù Đồng huyện Phù Cừ năm nay có 486 vận động viên là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại Hội khỏe Phù Đồng, các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 nội dung bóng đá, bóng bàn, điền kinh, cầu lông, cờ vua. Khởi tranh từ ngày 30 tháng 12 đến nay, Hội khỏe Phù Đồng đã thực hiện hoàn tất 4 nội dung cờ vua, cầu lông, bóng bàn, điền kinh với tổng số huy chương đạt được là 132 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 77 huy chương đồng. Tham dự Hội khỏe Phù Đồng lần thứ 10 năm 2020 năm nay, huyện Tiên Lữ có hơn 230 vận động viên là học sinh tiểu học, trung học cơ sở tham gia thi đấu ở 18 nội dung của 4 môn: bóng đá nam học sinh tiểu học, điền kinh, bóng bàn, cầu lông học sinh trung học cơ sở. Sau Hội khỏe Phù Đồng cấp huyện Tiên Lữ sẽ tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, tài năng, có thành tích xuất sắc để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đồng cấp tỉnh diễn ra trong thời gian tới. Tham gia Hội khỏe Phù Đồng huyện Ân Thi năm nay có 240 lượt vận động viên học sinh của 20 trường tiểu học, trung học cơ sở. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài ở các nội dung bóng đá mini, điền kinh, bóng bàn, cầu lông. Tại lễ khai mạc đã diễn ra màn đồng diễn võ thuật karate và màn đồng diễn thể dục của học sinh trường tiểu học thị trấn Ân Thi với chủ đề Khỏe để học tập và xây dựng quê hương Ân Thi anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
thông qua Hội khỏe Phù Đổng nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong hệ thống giáo dục của huyện. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.